Nhà báo Mỹ chỉ ra lý do Ukraine không bao giờ giành lại được Crimea từ Nga. Mỹ từ lâu tuyên bố nước này sẽ không bao giờ công nhận Crimea là một phần của Nga. Ba tháng trước, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ giành lại Crimea từ Nga. Điều này có khả năng không? Viết trên trang Andy War, nhà báo Mỹ Rick Sterling đã nêu ra nhiều lý do. Ông cho rằng Tổng thống Zelensky sẽ không bao giờ có thể lấy lại được Crimea từ Nga. Theo nhà báo Sterling, vào tháng 6 năm 2016, ông đã đến thăm Crimea cùng với một phái đoàn từ Trung tâm Sáng kiến Công dân CCI. Đây là một tổ chức của Mỹ đã giao lưu nhân dân với Nga trong nhiều thập kỷ. CCI chưa bao giờ nhận được hỗ trợ tài chính từ Nga, nhưng đã nhận được một số khoản tài trợ từ USAID, cơ quan phát triển quốc tế Mỹ, vào khoảng những năm 1990. CCI đặc biệt đẩy mạnh hoạt động giao lưu với các câu lạc bộ Rotary, Rotary là tổ chức các câu lạc bộ phi lợi nhuận, bao gồm các thành viên từ các ngành nghề khác nhau, được thành lập vào năm 1905 ở Chicago, Mỹ. Đến Kurum, nhà báo Mỹ Sterling và phái đoàn CCI ở Yanta, một thành phố nhỏ trên biển đen. Từ Yanta, họ thực hiện các chuyến đi đến Simferopol, cảng hải quân ở Sebastopol, thung lũng tử thần và nhiều điểm đến khác. Crimea rất đẹp và mọi người rất thân thiện, vui vẻ khi gặp đoàn khách đến từ Mỹ. Vào thời điểm đó, Crimea đã phải chịu lệnh trừng phạt của phương Tây trong 2 năm vì quyết định ly khai khỏi Ukraine vào tháng 4 năm 2014. Các tàu du lịch trước đây từng cập cảng của Crimea không còn dừng lại vì lệnh trừng phạt. Những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học ở Crimea không còn được châu Âu công nhận. Visa và Mastercard không được sử dụng. Các biện pháp trừng phạt phương Tây đã gây ra vô số các vấn đề ở bán đảo Biển Đen này, nhà báo Sterling cho biết. Chúng tôi đã gặp gỡ nhiều nhóm bao gồm hội đồng thành phố được bầu ở thủ đô Simferopol, sinh viên đại học, học sinh trung học, các nhóm dân tộc Armenia và Tata, một nhóm doanh nghiệp Prostari. Tất cả họ đều cho biết quyết định ly khai khỏi Ukraine được đông đảo quần chúng nhân dân ở Crimea ủng hộ. Kết quả trưng cầu dân ý chính thức đã xác nhận những gì họ nói. 97% cử tri cho biết họ muốn tái thống nhất với Liên bang Nga, nhà báo Mỹ chia sẻ. Khi Sterling hỏi tại sao họ muốn trở thành một phần của Nga, đã có nhiều cách giải thích khác nhau được đưa ra. Mọi người đều nhắc đến cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2014 để lật đổ Tổng thống Yanukovych. Hơn 75% dân số Crimea đã bỏ phiếu cho ông Yanukovych trong cuộc bầu cử vào năm 2010, được các nhà quan sát châu Âu cho là tự do và công bằng. Họ không thích cuộc đảo chính bạo lực đã lật đổ Tổng thống được họ bầu lên. Một lý do khác là vì chính phủ đảo chính ngay lập tức bãi bỏ luật cho phép sử dụng tiếng Nga trong các trường học và các cơ quan đoàn thể. Phần lớn dân số ở miền đông Ukraine và Crimea có ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Nga, sự thù địch của chính phủ đảo chính với họ là điều rõ ràng, không cần bàn cãi. Lý do thứ ba là vì sự bạo lực của các lực lượng đã thúc đẩy cuộc đảo chính. Trong vài ngày, gần 100 người đã không qua khỏi trên quảng trường Maidan ở Kiev. Có nhiều bằng chứng cho thấy các vụ nhắm vào người dân do tay súng bắn tỉa từ các phòng và mái nhà của tòa nhà do phe đối lập kiểm soát thực hiện. Thực tế là cả người biểu tình và cảnh sát đều đã bị nhắm vào cho thấy ý định có chủ đích nhằm châm ngòi và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng. Đó chính xác là những gì đã xảy ra, nhà báo Sterling viết. Lý do thứ tư cho quyết định của người Crimea là do một sự cố xảy ra vào đêm 20 tháng 2 năm 2014. Trước đó, hàng trăm người dân Crimea đã đến Kiev để biểu tình ôn hòa, ủng hộ chính phủ của ông Yanukovych và phản đối đám đông ngày càng bạo lực. Khi các vụ giết người lên đến đỉnh điểm vào ngày 20 tháng 2, họ nhận ra rằng vụ việc ở lại Kiev quá nguy hiểm và các cuộc biểu tình ôn hòa là vô vọng họ đã quyết định về nhà trong một đoàn xe buýt gồm 8 chiếc. Cách Kiev 150 km về phía nam, đoàn xe buýt bị chặn lại bởi những tên côn đồ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Tất cả hành khách đều bị khủng bố, nhiều người bị đánh đập và đã có 7 người không qua khỏi. Tin tức về vụ bạo lực này đã nhanh chóng lan truyền và gây sốc cho người dân Crimea. Cuộc trưng cầu dân ý nhanh chóng được tổ chức và diễn ra không có bạo lực vào ngày 16 tháng 3. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử lớn và kết quả mang tính quyết định. Hai ngày sau, Nga chào đón Crimea và Liên bang Nga. Khi chúng tôi đến thăm, chỉ hai năm sau cuộc đảo chính, chúng tôi biết rằng người dân Crimea không có gì phản đối tiếc về quyết định rời khỏi Ukraine, bất chấp họ gặp nhiều vấn đề do lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra. Mọi người nói với chúng tôi rằng Crimea đã bị lãng quên dưới thời Ukraine. Bây giờ, khi bán đảo là một phần của Liên bang Nga, tất cả các loại cải tiến cơ sở hạ tầng đã được thực hiện. Chúng tôi đã thấy điều này lần đầu tiên tại sân bay Simferopol mới. Chúng tôi nghe nói về cây cầu kết sắp được hoàn thành chúng tôi đã thấy việc tu sửa và xây dựng lại trại hè thanh niên atex nổi tiếng nhà báo sterling cho biết ông mô tả thêm rằng thật thú vị khi gặp gỡ những người takta trẻ tuổi đây là một nhóm dân tộc bản địa theo đạo hồi ở crimea khi được hỏi liệu các tổ chức phi chính phủ phương tây có tích cực thúc đẩy phe đối lập ở crimea hay không họ mỉm cười và nói có trong chuyến đi của chúng tôi chúng tôi cũng đã tìm hiểu về lịch sử lâu đời của crimea như một phần của nga bán đảo crimea và cảng hải quân tại Sebastopol đã thuộc về Nga từ năm 1783. Đây là cảng nước ngọt phía nam duy nhất của hải quân Nga trong 245, ông Sterling cho hay. Năm 1954, Crimea được lãnh đạo Liên Xô Khrushchev chỉ định thuộc về nước Cộng hòa Ukraine. Lúc đó, tất cả đều là một phần của Liên Xô. Khi Liên Xô tan rã, 94% cử tri Crimea muốn rời Ukraine và tái lập Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Crimea, nhưng những mong muốn của họ đã bị Kiev phớt lở. Cuộc đảo chính năm 2014 là giọt nước tràn ly cuối cùng. Bạo lực Maidan, các quyết định của chính phủ đảo chính về ngôn ngữ và các cuộc tấn công vào dân thường đã buộc người Crimea phải nhanh chóng ly khai. Sau đó, cuộc trưng cầu dân ý đã diễn ra nhanh chóng và hòa bình. Đạo đức giả và tiêu chuẩn kép của phương Tây thật ngoạn mục. Phương Tây đã tích cực thúc đẩy việc Nam Tư tan rã, Kosovo ly khai khỏi Serbia và Nam Sudan rời khỏi Sudan. Ý chí phổ biến của người dân Crimea trong việc ly khai khỏi Ukraine và thống nhất với Nga là rất rõ ràng. Tuy nhiên, phương Tây vẫn tiếp tục tuyên bố sai sự thật rằng Nga chiếm đóng Crimea, nhà báo Sterling nhấn mạnh. Vào tháng 11 năm 2021, Mỹ đã ký điều lệ về quan hệ đối tác chiến lược với Ukraine, trong đó nhấn mạnh Mỹ hiện không và sẽ không bao giờ công nhận nỗ lực sát nhập Crimea của Nga. Rõ ràng đối với Mỹ, người Crimea nghĩ gì và muốn gì không quan trọng, bất kỳ nỗ lực nào của chính phủ Ukraine nhằm lấy lại Crimea sẽ vấp phải sự phản đối và phản kháng quyết liệt từ những người dân sống ở đó. Vì thế, cơ hội để Ukraine giành lại Crimea gần như bằng không. Theo ông Sterling, nhà báo Mỹ cũng lưu ý rằng những thông tin sai lệch về Crimea là bằng chứng cho thấy phương tiện truyền thông phương Tây có khuynh hướng đưa tin sai lệch về toàn bộ cuộc xung đột ở Ukraine. Nga bố trí phòng tuyến dày đặc ở Crimea, chặn mọi hướng tấn công của Ukraine. Giữa bối cảnh các nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định sẽ giành lại tất cả các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát. Moscow đã sẵn sàng tăng cường các tuyến phòng thủ, đặc biệt là tại Crimea với mật độ và tốc độ đáng chú ý. Sau hàng tuần đào hào, khu vực quanh thị trấn nhỏ Medvedivka, gần một con đường dẫn tới Ukraine, đã chẳng chịt hệ thống hào chiến trải dài hàng km. Các lối vào được đào ở những góc có thể hỗ trợ binh lính tầm hỏa lực rộng hơn. Gần đó là những công sự khác với các hào chiến sâu và được thiết kế để răng bẫy xe tăng và các phương tiện hàng nặng những hình ảnh vệ tinh mà washington post được masa cung cấp cho thấy nga đã xây dựng hàng chục phòng tuyến tương tự như vậy quân đội nga dường như nhận ra rằng crimea phải được bảo vệ trong tương lai gần ông ian mavev một chuyên gia quân sự nga cho biết các phòng tuyến của nga đã được dựng lên nhanh chóng giữa bối cảnh ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công mùa xuân chỉ trong một vài tuần nga đã xây dựng hàng km công sự gần vitino thị trấn ở bờ biển phía tây crimea mặc dù các nhà phân tích cho rằng một cuộc tấn công đổ bộ khó có khả năng xảy ra máy đào hào thời Liên Xô BTM3 đào được khoảng 800 mét mỗi giờ, thậm chí khi cả mặt đất bị đóng băng. Quân đội Mỹ từng ngạc nhiên về những cỗ máy này khi nhận xét trong một tài liệu nội bộ năm 1980 rằng không có máy nào của Mỹ, châu Âu và Nhật Bản có thể sánh nổi với cỗ máy này. Những hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy một số chứng ngại vật tại Crimea được dựng lên chỉ trong một vài ngày. Tương lai của Crimea là một chủ đề được quan tâm rộng rãi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã khẳng định rằng sẽ giành lại quyền kiểm soát bán đảo này nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố sẽ không từ bỏ nó. Địa hình của Crimea gây ra những khó khăn lớn cho cả Nga và Ukraine. Crimea kết nối với đất liền của Ukraine bằng một giải đất hẹp và nhiều bùn lầy, do đó có thể ngăn cản các cuộc tấn công. Những việc nó gần tiền tuyến cũng có thể gây nguy hiểm cho sự kiểm soát của Nga, khiến cho các lực lượng của Moscow dễ bị cô lập và nằm trong tầm bắn của khí tài Ukraine. Mặc dù Nga xây dựng cả các phòng tuyến ở những nơi khác, nhưng quy mô các tuyến phòng thủ của Crimea đặc biệt đáng chú ý. Hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy nhiều phòng tuyến của Nga được xây dựng dọc theo các vùng biển nhằm gia tăng trở ngại cho các cuộc tấn công mặt đất của Ukraine. Mykola Bieskevslov, học giả nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Ukraine cho biết mức độ xây dựng các công sự là minh chứng rõ nhất cho thấy những lo ngại của Nga. Tuy nhiên, một số quan chức phương Tây nhận định cuộc giao tranh trực tiếp giành Crimea có thể dẫn tới sự leo thang nguy hiểm. Các quan chức cấp cao Nga, trong đó có Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, đã ám chỉ rằng Moscow sẽ sử dụng mọi phương tiện cần thiết, bao gồm cả khí tài hạt nhân để bảo vệ Crimea. Crimea đã chứng kiến nhiều cuộc giao tranh trong những thế kỷ qua bởi vị trí chiến lược của nó. Trong suốt cuộc chiến Crimea vào những năm 1850, Nga đã chiến đấu với liên minh các nước phương Tây. Nhà sử học gọi cuộc xung đột này còn gọi là cuộc chiến chiến hào, đã báo trước cho phương thức tác chiến trong Thế chiến thứ nhất. Điều đó cũng cho thấy Crimea từng được coi là một pháo đài tự nhiên, có thể dễ bị tổn thương trước những cuộc tấn công hiện đại bằng đường biển. Dù vậy, theo Washington Post, Hải quân Ukraine tương đối yếu. Lực lượng này thiếu không lực để chiếm ưu thế ở Crimea từ trên cao. Một cuộc tấn công mặt đất truyền thống sẽ phải đi qua một con đường khó khăn hơn nhiều. Những chứa cậy vật đã được Nga bố trí dọc theo các tuyến đường quan trọng nối Crimea với đất liền Ukraine. Trong những tháng qua, Nga xây dựng các công sự dọc theo các lối vào then chốt ở khu vực Kherson. Moscow cũng xây dựng các công sự gần Melitopol do khu vực được gọi là hành lang đất liền nối Crimea với lục địa Nga qua các vùng lãnh thổ mà Moscow kiểm soát tại Ukraina. Gần đây, Nga đã tăng cường mạnh mẽ các phòng tuyến trên bán đảo Crimea, được nối liền với đất liền Ukraina bởi eo đất Perekop, một dải đất hẹp mà nơi rộng nhất chỉ đo được là chưa đầy 7 km. Địa lý có lẽ là phòng tuyến tốt nhất của Crimea, chỉ có hai con đường lớn dẫn vào bán đảo này từ phía bắc: M17 nằm ở phía tây, hiện đã được củng cố chặt chẽ, và M18 ở phía đông, chạy qua một cây cầu có thể bị phá hủy vùng đầm phá Sivas đã hạn chế việc di chuyển quân sự trên quy mô lớn và mũi đất Arabat dẫn tới phía đông chủ yếu là những con đường không trải nhựa. Nga cũng xây dựng các chiến hào dọc 32 km ở phía tây Crimea, gần Vitino. Hình ảnh vệ tinh từ ngày 31 tháng 3 cho thấy pháo kéo đã được bổ sung tại khu vực này. Theo ông Steve Danner, một cựu kỹ sư lục quân Mỹ, việc xuyên thủng các công sự tại phía bắc Crimea sẽ tốn nhiều thời gian công sức và thiết bị. Nga đang làm rất tốt trong việc chuẩn bị cho các vị trí phòng thủ ông Daner cho hay, đồng thời so sánh các công sự quanh Crimea hiện nay với những công sự từng được Liên Xô sử dụng quanh Kursk trong Thế chiến thứ hai, một trận đánh mang tính chất quyết định để đẩy lùi Đức Quốc xã. Michael Kopman, một nhà phân tích quân sự tại Think Tank CNA ở Virginia cho rằng, Ukraine khó có khả năng giành lại Crimea một cách truyền thống, nhưng Kiev có thể theo đuổi chiến lược làm đối phương cạn kiệt nguồn lực bằng cách thiết lập kiểm soát hỏa lực ở lối vào Crimea. Ukraine được cho là đang thử nghiệm chiến lược này từ tháng 8 năm 2022, hơn 70 cuộc tấn công đã được tiến hành nhằm vào Crimea. Nga cáo buộc các cuộc tấn công trên do Ukraine thực hiện, song Kiev không trực tiếp lên tiếng nhận trách nhiệm. Các cuộc tấn công này chủ yếu là các cuộc không kích bằng UAV. Hồi tháng 8, ít nhất 6 vụ nổ đã được ghi nhận ở căn cứ không quân Saki của Nga, gần bờ biển phía tây Crimea. Các quan chức sau đó cho biết, các lực lượng đặc biệt của Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công, làm hư hại hoặc phá hủy ít nhất 80 bay, bay chiến đấu. Các cuộc tấn công này cũng được tiến hành nhằm vào Zankoi, thị trấn ở phía bắc Crimea, một trung tâm hậu cần quan trọng cho các lực lượng của Nga tại phía nam Ukraine. Những vụ nổ đã xảy ra tại thành phố này ngày 20 tháng 3. Có lẽ cuộc tấn công đáng chú ý nhất là sự kiện diễn ra ngày 8 tháng 10 khi cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch bị hư hại sau vụ tấn công. Cây cầu dài 19 km này được xây dựng sau khi Nga sắp nhập Crimea và mở ra các tuyến đường bộ và đường sắt sang Nga. Ben Hochi, một cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu cho biết, trước khi Ukraine có thể giành lại Crimea, nếu không thì nền kinh tế của nước này vẫn sẽ dễ bị tổn thương. Ông cho rằng Nga có thể sử dụng các cảng của Crimea để phong tỏa thương mại Ukraine hoặc biến nơi này thành khu vực tổ chức lực lượng cho các cuộc tấn công trong tương lai. Ukraine sẽ không bao giờ an toàn và có thể tái thiết nền kinh tế nếu Nga còn kiểm soát Crimea bởi Moscow sẽ chặn lối vào biển Azov và hạm đội biển đen có thể chi phối bờ biển đen cũng như các cảng của Ukraine. Ông Hashi kêu gọi Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine nhằm đẩy lùi Nga, trong đó có hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân với tầm bắn lên tới 300 km. Các công sự được bố trí tại Crimea đã cho thấy Nga chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xung đột kéo dài. Phát biểu trên truyền thông nhà nước Nga đầu tháng này, ông Sergei Asionov, người đứng đầu Crimea cho biết, việc xây dựng phòng tuyến của Crimea đã diễn ra đúng tiến độ. Tôi ủng hộ quan điểm rằng nếu bạn muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho cuộc chiến, ông Asionov cho hay.